Chào mọi người, em đang đứng ở đường Nguyễn Huệ. Sau những ngày bị giãn cách, sau những ngày bị bắt ở nhà, thì hôm nay người ta đã đổ ra đường. Hiện tại là 10 giờ đêm rồi mà người ta vẫn đi ra đường rất là đông. Đây là con đường Nguyễn Huệ, nằm ở quận 1, Sài Gòn. Người ta đi ra ngoài đường sau những ngày bị nhốt ở nhà, thì người ta đi ra ngoài đường rất là đông luôn. Quý vị thấy người ta đi ngoài đường đông như vậy nè. Em thì hiện tại em cũng đang đi ra đường, xem mọi người đi rất là đông. Đây là con đường Nguyễn Huệ ha. Thì hiện là sau bao ngày giãn cách thì người ta đã đi ra đường, đi dạo phố, đi tham quan, đi hóng mát, và người ta đi ra đường rất là đông. Đây, quý vị nhìn thấy những chiếc xe máy, giờ này đã 10 giờ đêm rồi mà người ta đã dựng sát nhau như vậy ở con đường đi bộ Nguyễn Huệ. Người ta ra để tận hưởng những không khí, để cho thả chết những ngày bị nhốt, bị giãn cách, bị ngăn. Bây giờ biết lúc trước thì quận này không được đi qua quận kia, và người ta đã sau khi được mở rào thì người ta đã chạy ra ngoài rất là đông. Đây là con đường Nguyễn Huệ. Bình thường thì cuối tuần sẽ bị gầu trắng lại, không cho đi vào, chỉ cho người đi bộ thôi. Hiện tại cuối tuần đã mở rào thì người ta chạy vào rất là đông. Có thể thấy người ta đứng bên vỉa hè, hai bên vỉa hè người ta đứng đậu xe để tâm sự. Và bên trong thì người ta đi bộ cũng bên trong. Đó là những thông tin mới nhất về Sài Gòn, về đêm ở Sài Gòn như thế nào. Quý vị xem thấy hay, hãy bấm đăng ký để xem những video tiếp theo của em nhé. Chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.